mình thấy rất là nhiều người trồng ớt ấy đang phải phun xịt rất là nhiều, nếu mà không phun xịt thì không có được ăn ấy. Nhưng mà ở đây thì bọn tớ từ khi trồng đến bây giờ phun xịt có khoảng... Hello anh em, đang đi qua cây ớt thì chia sẻ với anh em chút này. Đây anh em này, đây là cây ớt được trồng tại Qua Farm anh em nhá. Ở đây anh em có thể xem này, lá này, quả này. Đây. Anh em thấy không? Ở đây cây ớt này mình thấy rất là nhiều người trồng ớt ấy đang phải phun xịt rất là nhiều, nếu mà không phun xịt thì không có được ăn ấy. Nhưng mà ở đây thì bọn tớ từ khi trồng đến bây giờ chỉ có phun xịt có khoảng 2 đến 3 lần gì đấy, là đi xịt cho cam rồi xịt cho nó luôn hả. Xịt thì bọn tớ cũng xịt nấm đối kháng thôi đấy. Còn ở cái điểm khác biệt nhất đối với cái mọi người đang làm đấy là ở đây là gì, đấy là ở đây thì bọn tớ cái gốc trồng thì nó sẽ được tấp phủ bằng tàn dư thực vật, có thể là rơm, xác cỏ hoặc là chuối, thân chuối bèo lục bình nhá. Đây anh em thấy ở trong gốc ở đây trên trong gốc ở đây đất nó rất là tơi xốp anh em nhá. Đấy thì nếu như mà đất tơi xốp rồi độ ẩm nó luôn được cân bằng này, nhiệt độ trong đất nó được cân bằng này, thì hệ rễ nó sẽ sinh trưởng phát triển khỏe mạnh anh em này. Và khi mà hệ rễ sinh trưởng phát triển khỏe mạnh thì cái cây của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh và sức đề kháng cao, nên dẫn tới là cây sẽ phát triển và sinh trưởng rất là tốt và dường như là không có bệnh tật anh em này. Đây anh em, bọn tớ không chỉ trồng một cây đâu, đây trồng rất nhiều cây đây anh em. Đấy, trồng để nắm bắt được cái sinh lý của nó, nắm bắt được cái chế độ dinh dưỡng của nó. Đây. Đây. Anh em thấy không? Đấy. Ok, chia sẻ với anh em chút vậy thôi. Bye bye, chào anh em.